thôi. Thôi chào các bạn nha, hôm nay mình đi gặp thấy chú này đang chạy cá nè, mình xem thử rồi coi có không nha các bạn. Chú chạy này chú có bỏ mồi không chú? Bỏ mồi lâu rồi. Chạy đi. Chết ăn rồi. Có gốc cây à. Chết mẹ, cạnh ra mày. Chết hết. Chạy qua không thôi, chú biết là có cây á. Trôi chắc nó trôi xuống chà xuống. Thôi được. Được lắm, có nó cặp vậy. Có không? Không cũng không. Có lắm, tại mày có lắm. Không cũng gì không? Nãy có việc cái mặt nó cỏ. Buông này, buông này, buông này. Cái này rồi. Quá. Mới kéo được mà. Ồ, cá quá tà nè chứ. Con gì? Ủa? Bánh hắt lỗ à. Ừ. Phi. Bị rách thì ngày đó hay gì chứ. Chính cái cây chắc dưới còn gốc trôi nước trôi theo quay tịnh nó hút trên cái được luôn á. Quý cầm nhà đó là ở đâu rồi hả? Dạ. Ôi sao chạy ít thế này vậy? Dạ lâu lâu có ở trong nhà phòng không hả? Ăn chơi game không hả? Trời ơi. Trời lâu lắm ít thế mày rồi đó. Ủa chú nhà ở đâu chú? Cái thằng mốt á. Dạ. Bên kinh thăm mốt á đó. Thấy không? Kinh thăm mốt hả chú? Thì trong tay trong khe thẳng qua đó. Chỗ có đường nhà mà chạy thẳng qua bển. Dạ là chú bên Tiền Giang hả chú? Ừ. Là nhà nào của chú cũng chạy chạy hết chú. Là... Ừ. Con chị nghỉ. Không chú gặp tao à. Được mê nữa. Sao chạy nhiều lắm chứ? Mấy chục kg. Nó bị dướng cái nhánh trà ra lắm. Ủa là chú chạy là thường ở trong kinh ấp 5 hả? Dòng nó dòng dòng đây nha. Thì bữa nào cũng đón đi theo chú chơi quay. Có gì nữa lấy số điện thoại ra. Đi tôi gọi. Dạ chú chưa giúp cho con số đi theo chú chơi. Có thằng đang quay ông kia ông đăng mạng đó. Có coi không? Dạ không, con chưa không gặp.
chưa gặp. Quá chắc cá. Xử lý được. Thì chú giá tại chỗ luôn chú. Cá này là chú ăn thôi chú bác. Bán nhà gì? Ôi ôi thùng. Hỏi chú tên gì chú? Úc. Dạ. Tên Úc. Chú Úc không? Dạ, kêu chú. Vậy mẹ mày trong phòng rồi. Trai tao trai đó biết mấy năm dạ. Chưa? Trai dạ. Lâu lắm rồi đó. Giọng đó. Con cũng năm sáu bảy mẫu rồi. Nghe cái chỗ mà nãy chú chài nghe nhà con đó là chỗ đó ngày xưa cá ngựa dưới văn lắm. Nay không biết còn không? Có lúc cá lắm, lúc tích cá. Thời ba con ngày xưa có cái chài á, cũng ra chài cái con cá ngựa lớn á. Tôi thấy con chài hoài vậy. Nhà mà nay bỏ cái chài rách rồi, không đâu chài nữa. Chài không chài chỉ mà. Dạ. Nhìn chậm lắm. Thì 6 7 tuổi mà có thằng gì đó. Chạy đăng lên đó. Dạ. Kênh nó kênh gì con chưa biết thì về con mò thế. Okay. Cũng nở rồi. Cũng lông mang. Lên rồi đấy. Ông lão 6-7 tuổi chạy cá. Ủa là chú 67 tuổi rồi. Không có cái ông lão kia kìa. Không còn nghĩ vậy. Thường chú bỏ mồi bao lâu mới lại chài chú? Cả 40 phút một tiếng. Như cái chỗ này chú chài rồi chú bỏ mồi lại hay sao chú? Trời ơi mình muốn chài nữa thì bỏ mồi rồi. Như động một cá anh sợ. Chài nữa khỏi bỏ mồi. Lâu lâu cũng vô lại. Cá vậy không có nước phải đi chài. Có tối nè mới ăn. Rồi chú chào buổi tối luôn hả chú? Có con này nghỉ. Chiều chiều mát mát nè nó mới ăn.
đó là mấy cá đó chú bán là có lái hả chú? Bán lẻ ăn mà. Nhiều sớm. Còn cá mà dân thì mình làm chả cá. Dạ. Còn đi học không nghỉ rồi? Dạ. Còn đi học không? Dạ con học xong rồi, tại vì chưa mới chuẩn bị xin đi thi công chức kìa. Bao nhiêu tuổi rồi? Dạ con 27. Trời, cá đứt móng. Cá nhóc. Nhá, cá nó ra. Bắt một cái nhầm người biết chài không? Không biết giá. Sợ. Đây còn chỗ nào đúng không chú? Hay là chỗ luôn. Mình chạy ra kinh lớn. Rồi mình sẽ theo chú đi đến chỗ tiếp theo các bạn. Cái shop này gọi con là lô. Ôi trời quá đẹp luôn. Còn gió. Khó không chú? Có cá rô. Rô biển. Cắt lát luôn. Sao vô cắt rồi sao? Nhỏ quá. Rồi, hai đầu này.
phi. Được cá rô đồng. Cây những quả ta đừng gom ta đi ra thằng cầu những quả ngủ lên nước hả? Cái gì? Cái tung 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 này chứ. Còn gì? Luôn. Cái phi quá trời luôn. Dẫn đi theo chú quay chơi được.
đứng ở chân quay cho gì. Có cá. Tùng thấy à? Thấy nó luôn. Thấy rồi. Cái người nhỏ á. Có phi. Đây thôi, đây. Nó sao nó chui được chưa? Nó tuột chứ. Nó lọt cá. Đâu rồi? Đâu rồi? Bọc nước cái gì? Mới là cũng mới rồi hả? Mới mà cũng chạy theo 2 tháng mấy rồi. Gì mới lấy anh này thì lấy 34 nữa mà. Chạy kia hả? Còn cái này bữa nữa anh chỉ còn cái nữa này nhiều quá. Cái này đang chạy đó. Rồi cái kia sao ông đang giống chồng chạy chưa? Chưa, ông có cơ mình nhà của mình để ông rồi, hôm nay không có điện luôn. Cái này bữa này. Rồi giờ
Dạ. Để... gấp bán cho nó luôn á. Chú đó nhà đâu chú? Đâu, bên bồi. Ồ, quá nhiều luôn. Ủa chú chạy theo con nước hay là sao chú? Hay là nước lớn chú cũng chạy chú? Theo nước. Cái lầu kiếm. Cái này thì mấy ông nhậu thấy nè, nghe nói nước ngọt quá. Bạn này gái mày lo, gái mồi lâu mà lục bình chắc được. Mình có phi thứ này nè, bự hơn vậy. Chạy chạy là cái 1/B nè, tin không? Là mới đây hay là chú? Hồi năm rồi, năm nay ít. Nó trúng lắm, mà chạy 5-6kg vậy. 6kg vậy đó. Là mấy con cá trắng này cũng làm chả luôn chứ. Ừ, chả. Đây anh tỉnh còn bãi nào không chứ? Hay hết rồi chứ? Hai bãi, hai ba bãi nữa. Đập lên bãi nữa.
vô còn ướt là vô mới chài nãy chú. Chài nãy mà biết có thằng kia nó chạy chậm. Đang có thằng chạy. Chứ có cá là nó không có chạy. Không có cá là nó chạy rồi. Ít hơn bảy nữa.